Dạ rồi. Dạ còn một con tôm xuống. Ai đi đập bờ. Bây giờ chúng ta sẽ dọn rác trên môi trường biển để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên quốc gia và bảo tồn di sản văn hóa thế giới. Ai gì đặc biệt. Chúng con nguyện cầu nguyện cho quốc thái dân an, thiên hạ được thái bình, tất cả chúng sanh được an lạc và hạnh phúc. Chúng ta vì đẹp quá trời luôn đó. Cảnh thiên nhiên quá là đẹp. 27% chừa pin là không thầy? 27% chừa pin nữa không? Còn dạ, đâu? Được rồi, bây giờ mình phóng xanh tôm tép tiếp nè. Ủa mà cái này là gì vậy thầy? Đâu tè đâu? Đó anh quay vô mấy anh đó đi. Tiếp tục lên cho chị Phượng đi anh. Hello, được nhiêu rồi? Bán phóng xanh. Nó chết hết rồi. Sao không rồi? Hay gì Bồ Tát không đợi nước vô? Rồi quay vô. Trời ơi, không chịu bỏ nước mà ướp nước đá ta tổ vậy. Ai gì đâu Phật. Không chịu để nước mà để nước đá vô. Đá nó bị đầy thôn. À vậy hả? Nó mới khỏe hả? Giống nó chết ra nó khỏe. Trời ơi, thiệt không? Chết hết rồi. Được mấy con ngay tại luôn. Được gì. Ai gì đâu Phật. Rồi, đổ qua đây coi. Nó đưa hết rồi. Khoan. Nó bị tê. Cái giác kia lên rồi thả. Giờ này nó tê hết rồi. Ông thả luôn nó chết à. Không, còn mấy con tôm này còn tỉnh à. Ở tỉnh cứu được đi. Rồi, thả nha. Trời ơi, thả xuống bơi kìa. Rồi liệt luôn. Liệt luôn rồi, nó lặn nó tê rồi. Búng búng vậy chứ chết. Sao để em tê dream hết rồi, sao em về tự nhiên. Để đẩy giác kia thôi, qua cái bát kia chưa. Kìa chú. Không xin cá sơn kìa. Không xin cá sơn. Chú Lận ơi. Có mua cá sơn phóng sinh nè. Có cá gì phóng sinh không? Mua cá sơn phóng sinh. Có tôm cá gì không chú?